Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Điều Tra TV. Thưa quý vị, tử tù là những người phải trả giá đắt nhất cho tội lỗi đã gây ra. Phía sau cánh cửa biệt giam, người thẫn thờ, lạc lối, người thì chán nản tuyệt vọng, người thì cố níu với hy vọng về cơ hội cuối cùng để được sống. Có lẽ lúc sắp phải ra rời với cuộc sống. Có lẽ lúc sắp phải xa rời với cuộc sống thì họ mới nhận ra sau tội lỗi mà mình đã gây ra to lớn đến như nào. Và bây giờ thì xin được mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2011, tại sân vận động trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử vụ án giết người man dợ tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên hồi đầu năm 2011. Bị cáo là các tên Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội, trú tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang với các tội danh giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang, do không có tiền tiêu dùng cá nhân và biết gia đình anh Đặng Thành Đông, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1968, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, có nhiều tài sản. Tên Nguyễn Văn Đế, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1986 và Nguyễn Văn Nội, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1992, đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Đêm ngày 20 tháng 1 năm 2011, hai tên Đế và Nội đã đến nhà anh Đông. Khi thấy có hai vợ chồng anh Đông và con gái là cháu Huyền ở nhà, tên Đế và Nội đã nói dối là có cỗ bán để lừa vợ chồng anh Đông ra khỏi nhà, giết hại từng người. Chúng đã lừa anh Đông đi ra phía bờ sông Lô trước cửa nhà để xem cỗ. Tại đây, chúng đã dùng gậy và dao đánh liên tiếp vào đầu và người anh Đông, làm cho anh Đông bị tử vong. Sau đó, Đế và Nội gọi chị Dư Thị Yên là vợ anh Đông ra bên ngoài vườn, tiếp tục dùng gậy đánh vào đầu làm chị Yên tử vong tại chỗ. Sau khi anh Đông, chị Yên chết, Đế và Nội vào buồng ngủ của cháu Đặng Thị Huyền, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1995, là con gái của anh Đông, chị Yên, mới được 16 tuổi, 12 ngày, đang là học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Phương Tiến, dùng dao đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với Huyền. Sau đó, chúng khiêng Huyền ném xuống giếng nước, nhưng Huyền kêu cứu nên tên Nội đã xuống giếng, dùng dao tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu vào người, làm cho cháu Huyền tử vong. Cùng với hành vi giết người, tên Đế và Nội lục tài sản trong nhà, lấy được 7 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động. Trị giá toàn bộ tài sản các bị can đã chiếm đoạt được là 10 triệu 020 ngàn đồng. Trước đó, năm 2003, Nguyễn Văn Đế đã bị Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên xử phạt 9 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Căn cứ vào cáo trạng cũng như chứng cứ mà các bị cáo khai nhận tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt tên Nguyễn Văn Đế tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội hiếp dâm, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Tên Nguyễn Văn Nội tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, hai tên Đế và Nội phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 210 triệu 600 ngàn đồng. Nỗi đau hai người mẹ có con là tử tội. Hai người đàn bà, hai thân phận, hai cảnh đời khác nhau, nhưng họ có cùng chung một nỗi đau là chót sinh ra những đứa con mang tâm hồn quỷ dữ. Giờ đây, khi những đứa con ấy phạm tội rồi yên phận, tử tù, thì hai bà phải sống nốt quãng đời còn lại trong cô tủi. Đó là bà Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị H, là mẹ của hai tử tù Nguyễn Văn Đế, sinh năm 1986, và Nguyễn Văn Nội, sinh năm 1992. Là hai kẻ đã ra tay sát hại ba người trong gia đình anh Đặng Thành Đê ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, thành phố Hà Giang. Kể từ ngày đứa con trời đánh gây tội ác, bà S vẫn không khỏi bàng hoàng mỗi khi có ai đó vô tình nhắc lại. Mỗi tình tiết, mỗi hình ảnh trong vụ án như những bóng ma đeo đẳng ám ảnh bà mãi không thôi. Nhiều lúc, bà đã định tìm đến cái chết để khỏi bị day dứt mỗi đêm, nhưng nghĩ đến đứa cháu 3 tuổi, con gái của Đế thì bà đành dằn lòng lại. Theo lời kể của bà S thì từ nhỏ, Đế đã ham chơi bời lêu lổng. Học hết lớp 2, hắn từ chối đến trường. Nhà đông anh em, bố mất sớm, tất cả chỉ trông vào sự tảo tần của mẹ. Chẳng những không giúp gì trong công việc gia đình, Đế còn thường xuyên gây gổ đánh lộn với bạn bè. Lớn lên một chút thì hắn dạt nhà đi bụi. Nay Lạng Sơn, mai Lào Cai, Yên Bái, thỉnh thoảng Đế mới tạt qua nhà nhưng cũng chỉ là để xoáy của mẹ ít tiền.
Năm 2006, trong một lần trà dưa tửu hậu, Đế đã cùng bạn hỗn chiến với đám trai làng. Kết quả cho lần nổi máu yên hùng ấy, Đế phải nhập kho 30 tháng. Vừa ra tù, Đế đòi lấy vợ. Nghĩ con mình muốn xây dựng gia đình để tu tỉnh làm ăn, bà S mừng lắm. Nhưng cưới xong chỉ được ít ngày, Đế bỏ hẳn công việc ở nhà máy xi măng Hà Giang để khoác ba lô, bôn tàu giang hồ. Ngay cả thời gian vợ mang thai rồi sinh con, Đế cũng đi chiến miên ngày này qua tháng khác. Trước khi gây án, Đế cũng đã bỏ nhà đi đến mấy ngày. Bà S vẫn nhớ như in ngày định mệnh ấy. Hôm đó, Đế về nhà với gương mặt lâm ly khó hiểu. Bà hỏi mấy câu mà hắn chẳng thèm trả lời, chỉ lặng lặng xuống bếp, lấy dao, nói là đi lên rừng chặt củi. Bà S đâu thể ngờ rằng đó chính là đứa con trai mình đang ủ mưu tính kế giết người. Mãi đến tận khi biết Đế cùng đứa em họ gây nên vụ án kinh hoàng rồi bị bắt, khi đang trên đường vượt biên sang nước bạn, bà S mới bàng hoàng. Kể từ ngày Đế bị bắt rồi lĩnh án tử hình, vợ Đế cũng xin phép bà cho đi bước nữa. Người phụ nữ ấy còn quá trẻ, chị mới ngoài 20 tuổi. Cũng thật khó để trách chị, bởi ít người muốn chôn vùi thanh xuân của mình trong cô quạnh. Giờ đây, một mình bà S với đứa cháu nội sống trong căn nhà thấp thành trên sườn núi. Hoàn cảnh bà hết sức khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào mấy nương sắn vạt ngô. Tuổi già trạng vạng, bà lo cho đứa cháu nội sau này không biết nương tựa vào ai. Kẻ gây tội ác đã phải đền tội, nhưng nỗi đau mà chúng để lại thì vẫn mãi mãi còn dai dẳng. Chỉ vì những đam mê tội lỗi mà chúng đã gây nên cái chết thảm khốc cho ba người trong một gia đình. Với tội ác vô cùng man dợ, chúng đã bị tòa tuyên án tử hình. Tuy nhiên, không chỉ người thân của nạn nhân mà ngay cả chính người thân của hai kẻ sát nhân máu lạnh kia cũng phải âm thầm chịu đựng những nỗi đau phía sau tội ác. Ông Nguyễn Thanh Nhờ và bà Nguyễn Thị Hát là bố mẹ của tử tù Nguyễn Văn Nội thì như người chết đi sống lại. Nhiều ngày tháng trời, cả hai ông bà không dám bước chân ra khỏi nhà, không dám ngước mặt nhìn ai. Họ đau đớn không chỉ với nỗi đau của riêng mình mà họ đau nỗi đau của cả gia đình nạn nhân. Ông Nhờ, người đàn ông từng một thời là lính biên phòng với mong mỏi con mình sẽ nối nghiệp cha, nhưng chỉ trong phút chốc, nội đã vứt bỏ tất cả để lao vào tội ác. Giờ đây, mỗi khi chiều xuống, ông lại ngồi đốt thuốc, mắt nhìn xa vời. Nỗi đau âm ỉ khiến ông ngày càng thêm tàn tạ. Đến ngay cả bà Hát, dù là người rứt ruột đẻ ra Nguyễn Văn Nội, nhưng bà cũng không thể tha thứ cho tội ác trời không dung đất không tha của đứa con mình. Bà bảo, từ nhỏ, nội hiền lành, bà có ngờ đâu nó mang tâm hồn quỷ dữ, đang tâm giết hại mấy mạng người. Bà chỉ mong vợ chồng anh Đê và cháu Hát dưới suối vàng tha thứ. Từ ngày bị bắt, Đế và nội đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt sám hối muộn màng. Đế ân hận, chỉ vì ham chơi bời lêu lổng, hắn đã để lòng tham át đi lý trí, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của ba con người vô tội. Đồng thời, cũng đã tự tay tước đi mạng sống của chính mình khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi gây án, Đế mới 25, còn nội thì vừa tròn 19. Con gái Đế lúc đó cũng mới chỉ lẩm chậm biết đi. Ngồi trong buồng biệt giam chờ ngày trả án, Đế bảo rằng hắn thấy có lỗi nhiều với con, thấy mình không xứng đáng làm bố. Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội cũng như muôn kẻ tử tù khác, chả ai đủ bản lĩnh khi đối mặt với bản án tử hình, dù trước đó luôn mạnh mồm tuyên bố, đã xác định ngày ra đi. Không biết rồi đây, một trong hai kẻ tử tù đang ngồi trong buồng biệt giam kia, ai sẽ là người ra đi trước? Đó là câu chuyện của số phận. Nhưng dù sao đi nữa, thì sự trả giá trên đoạn đầu đài là chuyện của mai này. Còn trên thực tế, những kẻ tử tù như Đế, như Nội thực sự đã chết trong lòng người thân, gia đình và bạn bè rồi. Bởi như Đế từng nói, sau khi nghĩ lại những gì đã gây ra, hắn cũng cảm thấy không thể tha thứ được cho chính mình. Niềm an ủi duy nhất lúc này với Đế là đếm từng ngày từng giờ, chờ đợi giây phút mẹ và con gái hắn vào thăm. Hắn bảo chỉ cần mẹ mình sống khỏe mạnh, con mình có nơi nương tựa là hắn đã có thể thanh thản ra đi. Hạnh phúc cuối cùng của một tử tù nghe sao mà cay xót. Nguyễn Thị Dung là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy lên tới 1.500 bánh heroin của Lương Ngọc Lập và Nguyễn Thị Thơm đã bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá năm 2006. Sau khi bỏ trốn, ngày 3 tháng 6 năm 2009, Dung bị Công an thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắt trong vụ án cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy.
ngày 14 tháng 1 năm 2010, Dung được trao trả về Việt Nam và bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, rồi sau đó bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình. Gần 2 năm bị giam giữ ở khu biệt giam của trại tạm giam số 1 dường như vẫn không làm Dung phai tàn đi nét mặn mà của người phụ nữ vừa chạm ngưỡng tuổi 40. Khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn lại được hỗ trợ thêm bởi công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ nên nhìn Dung vẫn còn xuân sắc lắm. Dung bảo đó là nhờ trước đây có thời gian mở cửa hàng cắt tóc gội đầu và làm đẹp tại Bằng Tường, Trung Quốc nên có tiền và có nhiều thời gian để tu sửa cho sắc đẹp của mình. Chưa từ khi vào đây, Dung chẳng còn thiết tha với chuyện đó nữa. Dung có hai đứa con gái, đứa lớn sinh năm 1993, còn đứa nhỏ sinh năm 1996. Tính ra, thời gian mà những đứa trẻ ấy được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ là quá ít. Chồng của Dung, Nguyễn Quang Tuyến, cũng là một đồng nghiệp trong nghề buôn cái chết trắng, nhưng lại vắn số hơn Dung. Tuyến bị bắt năm 2004 và bị tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tuyên phạt tử hình, đã thi hành án từ năm 2006. Còn Dung, kể từ khi đường dây của Nguyễn Thị Thơm bị phát hiện và Dung bị phát lệnh truy nã, cả hai đứa con gái nhỏ của Dung đều gửi ông bà ngoại ở Bắc Ninh nuôi dưỡng. Suốt thời gian chạy trốn ở Trung Quốc, nhiều lúc nhớ hai con, Dung cũng chỉ dám khóc thầm. Thời điểm mẹ con Dung được gặp mặt nhau sau bao năm xa cách, chớ trêu thay lại là lúc Dung phải ra chiếc vành móng ngựa để trả giá cho những tội lỗi của mình. Thời gian bị giam trong trại Hỏa Lò chờ thi hành án, hàng tháng hai con của Dung đều vào thăm và tâm sự với mẹ. Dung khoe với tôi, con lớn vừa mới lập gia đình, cháu được ông bà ngoại cưới lên Hà Nội ở nhờ nhà một người bác. Cháu học tại đây và quen với chồng là bạn học cùng trường nhưng trên một lớp. Hai đứa yêu nhau và quyết định lập gia đình khi con cái Dung vừa học hết lớp 12. Phía gia đình nhà trai cũng rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của Dung. Ngày gia đình bên đó cùng hai đứa vào thăm Dung và thông báo sẽ tổ chức đám cưới, Dung mừng đến ngỡ ngàng. Nằm trong trại, hình dung cảnh con gái hạnh phúc trong ngày cưới mà nước mắt cứ trào ra. Mừng cho con bao nhiêu thì Dung lại thấy thương con bấy nhiêu. Cô dâu ngày về nhà chồng bao giờ cũng được mẹ dặn dò mọi chuyện. Còn Dung thì phải ngồi lại đây trong phòng biệt giam để tưởng tượng ra cái cảnh đám cưới của con gái mình. Lúc đó, Dung chỉ thèm được nắm tay con gái và nói với nó một vài lời, nhưng lại không thể. Khi được hỏi về người con gái út, giọng Dung chợt run run rồi trầm xuống. Ngày nghe tin mẹ bị bắt rồi phải chịu án tử hình, cháu buồn và sốc một thời gian dài. Từ một học sinh khá đã xuống trung bình. Mặc cảm với hoàn cảnh gia đình của mình, tuy đã học lớp 11 nhưng cháu sống rất khép kín và gần như là không có quan hệ tiếp xúc với mọi người. Trong suốt cuộc trò chuyện, Dung luôn nhắc tới việc chỉ mong cho các con sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Cảm thông cho quãng thời gian mà Dung đã không có ở bên cạnh để bảo ban chăm sóc các con. Nhiều lần, trong những giấc ngủ chập chờn với nỗi lo sợ của ngày đi trả án, Dung vẫn mơ thấy cùng con dạo chơi ở đồi thông sau nhà bà ngoại. Đó là nơi tuổi thơ của Dung đã lớn lên và cũng đã nhiều lần trước đây Dung đưa các con về đó. Vẫn biết đó chỉ là ước mơ, nhưng Dung bảo nhờ những giấc mơ đó mà tìm lại được một chút thanh thản. Cuộc nói chuyện thứ hai giữa tôi và nữ tử tù Nguyễn Thị Anh liên tục bị gián đoạn bởi cứ nói được nửa chừng là anh lại ôm mặt khóc. Khi mới được dẫn giải vào và nghe tôi nhắc tới những đứa con là nước mắt của anh đã trực trào ra. Nhìn những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt khắc khổ và hằn những nếp nhăn của người đàn bà ở tuổi trung niên mà thấy lòng thắt lại. Giá mà không hám lợi, không xa chân vào hố sâu của tội lỗi. Giá mà biết thương lấy các con thì anh đã không phải ân hận vì đã đẩy đứa con ruột thịt của mình vào vòng lao lý. Giờ đây, trong những tháng ngày gặm nhấm sự cô đơn tuyệt vọng ở buồng biệt giam, anh đã nhận ra điều đó, nhưng tất cả đã là quá muộn. Trước khi bị phát hiện là bà trùm của một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, anh có một công việc hết sức lương thiện là buôn rau xanh từ huyện Chương Mỹ lên cung cấp cho các chợ đầu mối ở trong phố. Nhưng rồi, ma lực của đồng tiền kiếm được quá dễ dàng từ những chất bột chết người màu trắng đã làm cho anh bị lóa mắt. Nguyễn Thị Anh đã biến nghề của mình thành một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu cho những hoạt động tội lỗi của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn dùng chính người con ruột vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 10 tháng 1 năm 2009, trong khi Lê Thị Ánh sinh năm 1988 là con của anh và Phùng Xuân Phong là bạn trai của Ánh đang vận chuyển 4 bánh heroin giúp mẹ thì bị công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ. Biết con mình bị bắt và đường dây đã lộ, Nguyễn Thị Ánh đã bỏ trốn. Thời gian sau đó, anh làm nghề buôn bán rau từ chợ Hà Đông ra chợ Văn Chương, nhưng vẫn không từ bỏ được con đường buôn bán ma túy. Tuy nhiên, tới tháng 7 năm 2010, trong một chuyến hàng của mình, Nguyễn Thị Anh đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ bắt quả tang khi đang mang theo 76,482 gram heroin. Kể từ khi bị đưa ra xét xử và phải chịu bản án tử hình, Nguyễn Thị Anh mới chỉ có gần một năm ở trong buồng biệt giam. Anh kể với tôi, trong gần một năm ấy, lúc nào anh cũng luôn bị ám ảnh dây vò bởi cảm giác đã đẩy con gái vào vòng tù tội. Thế nhưng, khi tôi hỏi tại sao ân hận mà trong quá trình trốn truy nã vẫn cứ tiếp tục buôn bán ma túy, thì anh chỉ cúi đầu im lặng. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở biên giang quận Hà Đông, Nguyễn Thị Anh sớm lập gia đình rồi sinh được 3 người con. Trong đó, Lê Thị Ánh là con gái cả. Cuộc sống gia đình anh không mấy hạnh phúc. Người chồng của anh đã bỏ lại 4 mẹ con để đến với một người đàn bà khác. Một mình anh phải bươn chải kiếm sống để nuôi gia đình. Anh bảo, hôm con gái bị bắt vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, anh bị cảm, đau đầu, không đi giao hàng được nên phải nhờ con gái đi thay. Anh không thể ngờ rằng chuyến đi đó là lần cuối cùng hai mẹ con anh được gặp nhau. Lê Thị Ánh và bạn trai đã bị kết án tù chung thân và hiện đang thụ án tại trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Nếu như không bị bắt trong chuyến hàng ấy, thì chỉ một tháng sau, con gái anh sẽ kết hôn. Hai đứa chúng nó đã chụp ảnh cưới và cũng bàn định xong xuôi kế hoạch tổ chức. Vậy mà chỉ vì tôi nên mới ra nông nỗi, anh bỏ dở câu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Giờ đây, anh chỉ còn được biết thông tin về người con cả qua những câu chuyện do hai đứa em lên trại thăm nuôi chị về kể lại. Anh vẫn dặn dò hai con không được tiết lộ cho chị biết là mẹ chúng phải chịu bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật bởi anh sợ con bé sẽ bị sốc. Anh nói trong nỗi đau tê tái rằng trước khi mẹ bị bắt, đứa con gái lớn ở trong trại đã nhắn về bảo với các em rằng nếu mẹ có mệnh hệ gì thì nó sẽ chết luôn ở trong trại chứ chẳng về đâu. Cả đời mẹ khổ sở, chưa ai đền đáp được cho mẹ cái gì. Bây giờ chuyện đã rồi, chị cũng chẳng trách mà chỉ thương mẹ thôi. Lời nói của đứa con lớn đã như cắt vào từng khúc ruột của anh, khiến anh phải khóc hàng đêm. Kể từ khi bị kết án, người chồng cũng đã một đôi lần vào trại thăm anh. Thế nhưng mỗi lần gặp nhau, anh không bao giờ quên được câu nói của nhà chồng. Họ hận anh vì đã giết chết con ruột của mình. Anh bảo vì câu nói đó mà nếu có chết là ma thì anh cũng không thể siêu thoát được. Ước mong của anh trước khi chết chỉ là một lần được nhìn thấy con. Anh đã làm đơn xin tha tội chết gửi lên Chủ tịch nước. Nhưng anh bảo tội trạng như thế thì chả dám hy vọng gì đâu. Giờ đây, niềm vui lớn nhất của Nguyễn Thị Anh là mong đến ngày thăm nuôi hàng tháng để được gặp hai đứa con. Anh bây giờ được lên trước bà nội và bà ngoại. Mỗi lần hai đứa lên thăm mẹ, bế theo các cháu là anh mừng lắm. Dù chưa một ngày nào được chăm bẵm cho các cháu của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy chúng cười qua tấm kính ngăn trong phòng thăm gặp tử tù là anh lại cảm thấy lòng mình ấm lại. Tôi rời khỏi khu giam dành cho người bị kết án tử hình khi cơn giông trái mùa đang sầm sập đổ xuống. Trời mưa khiến cho thời tiết lạnh hơn. Cái cảm giác rờn rợn lúc đầu khi bước chân vào đây dường như đã tan biến, thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Vẫn biết một ngày nào đó những nữ tử tù mà tôi vừa gặp sẽ phải đền tội. Nhưng tôi cứ ước vì giá như trước khi bước chân vào vòng xoáy tội ác, họ có một chút thời gian để nghĩ về những đứa trẻ sẽ sống ra sao khi cuộc đời chúng không còn có mẹ. Giữa tháng 10 năm 2017, tử tù Trần Thị Nhung, 48 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã thi hành án. Với đồ ăn được đưa ra, người phụ nữ này chỉ nhận cho mình món chay, còn món mặn, Nhung ngỏ ý với quản giáo, chuyển cho người bạn tù thân thiết tên Hằng. Tử tù Nhung quan niệm, ăn chay là sám hối, để đến lúc đền tội, sẽ được về cõi Phật. Một cán bộ trại tạm giam công an Hải Phòng chia sẻ, theo vị cán bộ này, suốt 4 năm chờ thi hành án tại đây, tử tù Nhung thân thiết với Hằng,
bởi họ cùng chung hoàn cảnh. Cả hai cùng bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép ma túy và động viên nhau chấp hành tốt kỷ luật của trại. Cũng giống như nhiều tử tù khác trước giờ đền tội, Nhung đã viết thư trải lòng với người thân của mình. Người đầu tiên Nhung mong nhận được sự tha thứ là mẹ. Mẹ ơi, con là người con lúc nào cũng có hiếu với mẹ. Chỉ buồn lúc mẹ tuổi già, con không chăm sóc được mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho con, Nhung viết. Với đứa con trai của mình, người phụ nữ này luôn day dứt và mong mỏi họ hàng hãy khoan dung. Các anh chị và các cháu ơi, em chỉ có mỗi Khánh thôi. Em xin các anh chị và các cháu hãy giúp đỡ Khánh, người mẹ khẩn khoản. Do sinh con trai vào đúng ngày mùng 2 tháng 9 nên Nhung đặt tên con là Lương Quốc Khánh. Ngày Khánh còn nhỏ, vợ chồng Nhung nuôi con trong sự nghèo đói, túng bấn. Nhung đã cùng chồng tìm cách xoay sở, buôn bán ở vùng biên Quảng Ninh để lo cho cuộc sống gia đình. Sau một thời gian do lãi mẹ đẻ lãi con, vợ chồng Nhung cũng vì thế mà ly tán. Đưa con trai về gửi mẹ đẻ, Nhung tiếp tục những chuyến buôn bán ở Móng Cái, Quảng Ninh. Năm con tròn 15 tuổi, trong lúc mải miết làm ăn, buôn bán, Nhung bất ngờ nhận được hung tin con trai gây trọng tội giết người. Tháng 3 năm 2008, Khánh bị kết án 11 năm tù, buộc phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 125 triệu đồng. Với hy vọng, sau khi bồi thường cho nạn nhân, con trai sẽ sớm được về với gia đình. Nhung đã đánh liều, dấn thân vào con đường buôn ma túy. Nhung móc nối rồi lên Sơn La, nhập ma túy về Hải Phòng bán. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011, Nhung và đồng bọn đã thực hiện 29 vụ mua bán ma túy với 33 bánh heroin, trọng lượng trên 10,7 kg. Ngày ra tòa, Nhung bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình. Bị cáo đã không viết đơn kháng cáo xin tha tội chết. Trước lúc lìa xa cõi trần, Nhung viết nhắn con trai: Khánh, sau này về, làm gì cũng phải tính toán trước sau con nhé. Con lúc nào cũng phải nhớ, muốn đứng được trong xã hội, phải có 3 điểm, tín, hiếu, trung. Con nghe mẹ dặn đấy. Không riêng con trai, Trần Thị Nhung cũng thương cả con dâu của mình. Nữ tử cho rằng, chàng lấy Khánh là sẽ khổ. Hoàn cảnh của Khánh không được như mọi người. Con cùng Khánh cố gắng vượt qua nhé. Mẹ biết, hai con yêu nhau mà. Trích thư tử tù Nhung gửi con dâu. Không chỉ động viên con dâu vượt qua hoàn cảnh, tử tù Nhung còn dặn dò Trang sau này phải biết quản lý tiền khi vợ chồng làm kinh tế. Người phụ nữ mang tội mua bán trái phép ma túy tâm sự với con dâu cách giữ lửa trong gia đình. Khánh nó ưa nhẹ nhàng, vợ chồng không nên không phải. Con nhẹ nhàng bảo là Khánh nghe con nhé. Trước mặt bạn bè, con phải giữ cho Khánh. Thư tử tù Nhung gửi gia đình dài kín 3 mặt giấy. Lá thư không gửi riêng ai, để chung rằng gửi gia đình. Với lá thư đó, người đọc có thể nhận ra lúc đó cảm xúc của nữ tử tù hỗn độn bởi nội dung thư không logic và mạch lạc. Khi đang nhắn nhủ mẹ già, Nhung lại thêm lời gửi gắm các em. Hoặc khi đang viết lời tâm sự với con dâu, Nhung lại đột nhiên thêm lời nhắn nhủ con trai, nhắn nhủ các cháu. Phút cuối, khi rời nơi tạm giam để trả bản án, Nhung không quên nhờ cán bộ gửi lời chào đến cô Mến, cô Biển. Hai nữ quản giáo này đã gần gũi và động viên Nhung suốt 4 năm chờ thi hành án. Là con út trong gia đình có 4 anh em, học hết lớp 12, Trần Thị Nhung cũng đã từng khao khát được ngồi trên giảng đường đại học. Nhưng rồi do kinh tế gia đình thời điểm đó rất khó khăn, nên Nhung đành gác ước mơ của mình và nghe theo chúng bạn đi buôn bán để có tiền phụ giúp cha mẹ. 22 tuổi, Nhung lặng lẽ gá nghĩa vợ chồng với người đàn ông hơn mình 4 tuổi mà không xe hoa, cũng không có áo cưới. Một năm sau, Nhung sinh con trai đầu lòng vào đúng ngày mùng 2 tháng 9 nên đặt tên con là Lương Quốc Khánh. Hai vợ chồng không nghề nghiệp ổn định, lại nuôi con nhỏ nên lúc nào cũng túng thiếu. Khi con trai nhỏ bước vào học cấp 1, Nhung bắt đầu tính chuyện ra Móng Cái, nhập hàng quần áo, chăn ga về bán lẻ để kiếm lời. Được ít bữa, thấy kinh doanh các mặt hàng trên không có lãi, Nhung chuyển sang
buôn bán điện thoại di động. Sau nhiều đêm ăn trực, nằm chờ ở vùng biên, Nhung cũng mua được ít điện thoại nhập lậu rồi mang về Hải Phòng để tiêu thụ. Mặc dù một vốn, bốn lời nhưng vẫn không đủ chi tiêu cho sinh hoạt gia đình. Đồng vốn vay nặng lãi để đầu tư buôn bán cứ bị thâm hụt dần. Nhung không có khả năng thanh toán nợ với số tiền đã lên tới vài trăm triệu đồng. Lãi mẹ, đẻ lãi con khiến cuộc sống vợ chồng Nhung rơi vào cảnh ly tán. Năm 2003, Nhung và người chồng chấp nhận cảnh đường ai nấy đi, đưa con trai nhỏ về nương nhờ mẹ đẻ. Không có tiền chi tiêu, lo cho con ăn học, Nhung tiếp tục buôn chuyến để kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng tai họa ập đến cuộc đời người đàn bà này. Đó là vào năm 2007, khi Nhung đang nhập dở chuyến hàng tại vùng biên, thì nhận được hung tin, con trai gây trọng tội giết người. Lúc đó, cậu ấm duy nhất của thị mới tròn 15 tuổi. Tháng 3 năm 2008, Lương Quốc Khánh bị kết án 11 năm tù. Đồng thời, tòa buộc gia đình phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 125 triệu đồng. Ngày tiễn con vào trại giam, lòng người mẹ quặn đau. Thương con bao nhiêu, thì càng thương bản thân mình bấy nhiêu. Nhung nghĩ, chỉ có tiền để bồi thường cho gia đình nạn nhân mới hy vọng con trai được giảm án, sớm trở về với gia đình. Để nhanh chóng kiếm được tiền, Nhung đã đánh liều, gia nhập vào đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn. Cùng qua mối buôn bán, Nhung quen người phụ nữ tên Hương ở Hà Đông, Hà Nội. Gặp và nói chuyện, Nhung biết Hương là bà trùm ma túy khét tiếng ở vùng biên, chuyên nhập ma túy từ Việt Nam rồi tuồn sang Trung Quốc. Một lần, Nhung được Hương ứng trước 200 triệu để nhập ma túy cho ả hưởng lời. Tiếp đó, Nhung còn lần tìm được mối nhập hàng trắng từ Mộc Châu, Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ. Do chưa có kinh nghiệm nhìn hàng, nên có lần Nhung phải đi Sơn La đổi đi đổi lại 5 lần khi mua phải heroin kém chất lượng. Mỗi bánh ma túy bán chót lọt, qua mắt lực lượng chức năng, Nhung lãi 10 triệu đồng. Đầu năm 2011, tử tù Trần Thị Nhung gặp Nguyễn Kim Oanh, tức Oanh Cận, là bạn bè xã hội thân thiết từ trước. Oanh Cận được Nhung cho vay ít tiền để trả nợ. Sau đó, Nhung bàn với Oanh lên Mộc Châu, Sơn La, nhập ma túy về bán kiếm lời. Nhung còn rủ thêm chị dâu là Hoàng Thị Tuyến, sinh năm 1963, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, và hai cháu ruột, con của Tuyến là Trần Đình Trung, Trần Thị Ánh Tuyến, cùng tham gia vào đường dây của mình. Dắt dây nhau, Oanh Cận còn rủ em trai là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1972, ở C56 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, nhập vào mối làm ăn. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011, tử tù Trần Thị Nhung và đồng bọn đã thực hiện 29 vụ mua bán ma túy với 33 bánh heroin trọng lượng trên 10,7 kg. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hành tung và việc làm phi pháp của Nhung và đồng bọn đã bị lực lượng công an phát hiện. Lúc 8 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2011, tại ngã tư Ác Quy, xã An Đồng, huyện An Dương, tổ công tác phòng PC47 qua kiểm tra xe máy của Nguyễn Mạnh Hùng chở chị gái là Oanh Cận, phát hiện trong cốp xe của Hùng có 10 chiếc dép xốp. Trong các đế dép có 9 túi ni lông đựng 974,68 gam ma túy và một túi ni lông chứa 198 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 19,03 gam ma túy đá. Oanh Cận khai số ma túy trên là do anh mang từ Sơn La về giao cho Trần Thị Nhung. Từ lời khai của Oanh Cận, cơ quan điều tra tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Nhung, thu một gói đựng 0,14 gam ma túy đá, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một xe máy, ba điện thoại di động. Ngày ra đứng trước vành móng ngựa, Nhung biết cái giá mà thị phải trả. Khi hội đồng xét xử tuyên Nhung mức án cao nhất là tử hình, biết rằng số phận coi như đã hết, thị không viết đơn kháng cáo xin tha tội chết. Nhung đã khóc cạn nước mắt vì hối hận vì những lỗi lầm mình gây ra, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Những ngày tháng trong buồng giam, Nhung thường tâm sự buồn vui với nữ tử tù Đỗ Thị Hằng, sinh năm 1981, ở quận Dương Kinh. Hằng cùng chung hoàn cảnh bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép ma túy. Hai nữ tử tù này luôn động viên nhau chấp hành tốt nội quy của trại, nên cả hai
đều không có biểu hiện chống đối cán bộ quản giáo. Sáng ngày 17 tháng 10, nữ tử tù Trần Thị Nhung, sinh năm 1969, ở trại Chuối, Hồng Bàng, đã bị đưa đi thi hành án tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Sau khi được đưa đi thi hành án theo quyết định của Hội đồng thi hành án, sáng cùng ngày, xác tử tù Trần Thị Nhung được đưa đi hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hải Phòng. Sau đó, cho cốt được bàn giao cho gia đình. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá cho pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào mà các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng nhất. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.